Ronaldo lập cú đúp trong ngày Anas đại thắng. Với việc chỉ phải chạm trán đội bóng đang xếp áp chót trên bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út, không bất ngờ khi Anas chiếm lĩnh thế chủ động ngay sau tiếng còi khai cuộc. Họ đã tạo ra rất nhiều cơ hội về phía khung thành và rồi cuối cùng bàn thắng cũng đã tới. Phút 40, trọng tài cho các vị khách được hưởng quả 11m sau khi tham khảo VAR. Từ khoảng cách quen thuộc, Ronaldo không mắc bất cứ sai lầm nào đưa Anas vượt lên dẫn trước 1-0. Và đây cũng là kết quả của hiệp đấu đầu tiên. Bước sang hiệp 2, với lợi thế có được trong tay, Anas tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt trước đội chủ nhà. Chỉ 10 phút sau khi hiệp đấu này bắt đầu, Talisca đã nhân đôi cách biệt bằng pha dứt điểm gọn gàng. Phút 66, nhận bóng từ đồng đội, Ronaldo có tình huống đảo chân quen thuộc trước khi tung ra cú sút quyết đoán bằng chân trái, nâng tỷ số lên thành 3-0. Tới lúc này, tinh thần thi đấu của đội chủ nhà gần như đã bị đánh sập. Không những thế, ở những phút còn lại, Talisca và Iahia đã ghi thêm 2 bàn thắng nữa ở các phút 78 và 90+8 để ấn định tỷ số 5-0 cho Anas. Như vậy, Anas vẫn đang bám đuổi sát sao Al Ittihad trên bảng xếp hạng với khoảng cách 1 điểm ít hơn. Còn riêng cá nhân Ronaldo đang có một phong độ cực kỳ đáng sợ khi đã ghi 10 bàn thắng trong 9 trận đấu gần nhất. Messi được đề nghị lương gấp đôi Ronaldo. Tương lai của Lionel Messi trở nên khó đoán. Siêu sao người Argentina chưa hề lên tiếng kể từ sau World Cup 2022 tới nay. Với việc thành tích của PSG ngày càng đi xuống, có thông tin cho rằng em Pulga đang cân nhắc chia tay sân công viên Carlo Ancelotti. Cụ thể, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận, được biết Al Hilal đã gửi lời đề nghị chính thức tới Messi với mức lương lên đến 400 triệu euro một năm. Cần biết rằng Cristiano Ronaldo đang hưởng thu nhập 200 triệu euro một năm với Al Nassr. Dù vậy, Romano cũng khẳng định ưu tiên tuyệt đối của Leo là tiếp tục chơi bóng ở châu Âu. Barcelona đang xem xét luật công bằng tài chính trước khi đưa ra đề nghị và tiếp cận Messi. Lời đề nghị của PSG không được chấp nhận ở giai đoạn này vì Messi muốn có sự đảm bảo về một thể thao thành công, Romano kết luận. Ngoài ra, việc bị cổ động viên PSG liên tục la ó cũng khiến Messi không hài lòng. Liverpool chia điểm với Chelsea tại Stamford Bridge. Rạng sáng nay, Chelsea tiếp đón Liverpool trên sân nhà trong khuôn khổ đá bù vòng 8 Premier League. Huấn luyện viên Jurgen Klopp đã tạo ra hàng loạt sự thay đổi ở đội hình xuất phát. Mohamed Salah, Andre Robertson, Cody Gakpo, Alexander-Arnold dự bị. Trong khi đó thì Van Dijk không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Trong những phút đầu tiên của hiệp 1 thì Chelsea là đội thi đấu nhỉnh hơn The Cop khi hàng tiền vệ kiểm soát tốt khu vực trung tuyến. Phút 24, Reece James sút tung lưới Liverpool. Tuy nhiên sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã không công nhận bàn thắng do Enzo Fernandez đã việt vị khi tham gia vào tình huống bóng. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa không đều. Sang hiệp 2, Kai Havertz tiếp tục đưa bóng vào lưới của Liverpool. Tuy nhiên một lần nữa VAR lại không công nhận bàn thắng của cầu thủ người Đức. Hai đội chơi ăn miếng trả miếng ở những phút còn lại, nhưng không bên nào có thể ghi được bàn thắng. Hòa nhau với tỷ số không đều, Liverpool leo lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 43 điểm, kém đội thứ 7 là Aston Villa 1 điểm. Và Chelsea vẫn dậm chân ở vị trí thứ 11 khi bằng 39 điểm với Fulham nhưng thua về chỉ số phụ. Nagelsmann hứng thú với Chelsea. Chelsea hiện đang lên danh sách bổ nhiệm huấn luyện viên mới thay thế Graham Potter. Rất nhiều ứng cử viên có tiếng tiết lộ lọt vào tầm ngắm của Todd Boehly và cộng sự. Julian Nagelsmann, người vừa chia tay Bayern Munich, chính là cái tên sáng giá ngồi vào chiếc ghế nóng tại Stamford Bridge. Và theo Fabrizio Romano, Nagelsmann cũng chính là gương mặt 100% hứng thú với việc thảo luận về dự án của Chelsea. Những tiếp cận, liên hệ giữa Nagelsmann và The Blue vốn đã bắt đầu từ 2 ngày trước. Các cuộc thảo luận đang được tiếp tục để đôi bên thương thảo về dự án lâu dài cho câu lạc bộ. Trong trường hợp Nagelsmann thực sự dẫn dắt Chelsea, đó là thương vụ thú vị, bởi trước đó ít lâu thì Bayern đã bổ nhiệm thuyền trưởng cũ tại Stamford Bridge là Thomas Tuchel. Theo kết quả bốc thăm tại Champions League mùa này, nếu vượt qua các thách thức tại vòng tứ kết, Chelsea và Bayern Munich sẽ chạm trán nhau ở 4 đội mạnh nhất cuối cùng. Luxor chính thức gia hạn thêm 4 năm với MU. Trong thông báo mới nhất của mình, trang chủ của MU đã xác nhận trói chân thành công Luxor bằng bản hợp đồng có thời hạn tới tháng 6 năm 2027. Sau khi chính thức cam kết tương lai với MU, Luxor cho biết: 9 năm trước, tôi đã ký hợp đồng với câu lạc bộ tuyệt vời này và tôi rất vui mừng được gia hạn thời gian ở lại. Tôi đã trưởng thành vượt bậc kể từ khi đến Manchester cách đây nhiều năm, cả về con người lẫn tư cách cầu thủ. Tôi biết những gì cần thiết để thành công tại một câu lạc bộ như thế này. Chúng tôi đang ở giai đoạn đầu của hành trình dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Erik ten Hag và các trợ lý của ông ấy. Chúng tôi đã thành công trong mùa giải này, nhưng chúng tôi muốn nhiều hơn nữa. Tôi có cơ hội tuyệt vời để tạo ra điều đặc biệt ở đội bóng này và sẽ cống hiến hết mình
để trở thành một phần của điều đó. Ở mùa giải 2022-2023, Luxor đã cùng MU đoạt chức vô địch Carabao Cup. Mục tiêu phía trước của hậu vệ này là cùng MU vô địch FA Cup và Europa League, cũng như là giành một vị trí trong top 4 của giải Ngoại hạng Anh. Mbappe được PSG thưởng 60 triệu euro mỗi năm cho lòng trung thành. Theo tờ L'Equipe, PSG được cho là đã trả cho Kylian Mbappe 60 triệu euro mỗi năm dưới dạng tiền thưởng trung thành. Con số này gấp 10 lần so với lương hàng tháng của cầu thủ người Pháp. Điều khoản này có hiệu lực từ mùa hè năm ngoái, khi Mbappe đặt bút ký vào hợp đồng có thời hạn đến năm 2025 với Le Parisien. Nếu hoàn thành hợp đồng, Mbappe sẽ bỏ túi 180 triệu euro tiền thưởng cho lòng trung thành. Ngoài mức lương 6 triệu euro mỗi tháng, cao nhất Ligue 1, Mbappe còn được hưởng toàn bộ tiền bản quyền hình ảnh cùng nhiều khoản tiền kích sủ khác. Tổng cộng, Mbappe có thể kiếm hơn 150 triệu euro mỗi năm, con số chỉ thua thu nhập của Ronaldo tại Ả Rập Xê Út là 200 triệu euro. Barca mất một loạt hào thủ trước trận El Clasico. Sau chiến thắng tưng bừng trước Elche tại La Liga, Barca sẽ bước vào trận El Clasico lượt về tại bán kết cúp nhà vua Tây Ban Nha vào giữa tuần này. Hiện tại Barca chỉ cần một điểm trước đội bóng đại kinh địch là sẽ có mặt tại trận chung kết, khi thầy trò huấn luyện viên Xavi đang dẫn trước Real Madrid một bàn cách biệt và được thi đấu trên sân nhà Nou Camp. Dù vậy, trước thềm trận đấu, huấn luyện viên Xavi đã đón nhận một tin kém vui về lực lượng. Cụ thể sẽ có đến 4 trụ cột chắc chắn vắng mặt ở El Clasico lượt về sắp tới do chấn thương. Đó là những cái tên gồm Pedri, Christensen, Dembele và Frankie de Jong. Cả bốn cái tên này đều sẽ phải ngồi ngoài ít nhất là đến cuối tháng 4 và chắc chắn sẽ vắng mặt ở trận lượt về tại cúp nhà vua Tây Ban Nha sắp tới. Bên cạnh đó, khả năng ra sân của Ronald Araujo đang bỏ ngỏ khi trung vệ này đã gặp vấn đề về sức khỏe trong chiến thắng trước Elche vào cuối tuần này. Erik ten Hag nhắm đến 5 tiền đạo. Harry Kane trở thành mục tiêu hàng đầu của MU mùa hè này. Huấn luyện viên Erik ten Hag đứng trước yêu cầu bổ sung một số 9 đẳng cấp trong bối cảnh những Anthony Martial, Weghorst không đáp ứng được kỳ vọng. Theo nguồn tin từ Cause Offside, bên cạnh Harry Kane, MU cũng đưa vào tầm ngắm 5 mục tiêu khác gồm Victor Osimhen, Gonçalo Ramos, Evan Ferguson, Ronald Colomuani và Rasmus Højlund. Hiện tại Harry Kane vẫn là ưu tiên hàng đầu của MU. Thế nhưng Quỷ Đỏ cần phá két, duyệt chi số tiền lớn nếu muốn thuyết phục Tottenham Hotspur nhà người. Trong trường hợp vô hụt tuyển thủ tam sư, đội bóng sợ Old Trafford vẫn còn 5 lựa chọn thay thế. Evan Ferguson và Ronald Colomuani là các phương án chuyển nhượng giá mềm, đáng chờ đợi dành cho MU. Bên cạnh đó, Rasmus Højlund nổi lên như một số 9 trẻ tuổi, tài năng của làng bóng đá châu Âu thời gian gần đây. Gonçalo Ramos đã gây ấn tượng ở mùa giải năm nay trong mối của câu lạc bộ Benfica. Chân sút người Bồ Đào Nha được định giá hơn 80 triệu bảng Anh. Tương tự thì tiền đạo Osimhen có mức giá không thua kém Ramos. Chân sút người Nigeria có màn trình diễn thuyết phục trong màu áo của Napoli mùa giải năm nay. Mourinho muốn tái ngộ David De Gea tại AS Roma. David De Gea sẽ đáo hạn hợp đồng với MU vào cuối mùa giải này. Câu chuyện gia hạn giữa anh và câu lạc bộ đã bị đình trệ khá lâu. Phía MU cho rằng nếu muốn ở lại sân Old Trafford, De Gea sẽ buộc phải chấp nhận giảm mức lương 375.000 bảng một tuần hiện tại. Trong khi đó thì Cause Offside dẫn tin từ tờ Features của Tây Ban Nha cho biết AS Roma đã tham gia vào cuộc đua giành chữ ký của De Gea. Báo cáo cho biết rằng huấn luyện viên Jose Mourinho muốn mang De Gea về sân Olympico để thay thế thủ thành số 1 của họ là Rui Patricio. De Gea có 117 lần ra sân dưới thời của Mourinho, thời điểm người đặc biệt còn dẫn dắt MU từ tháng 6 năm 2016 đến tháng 12 năm 2018. Được biết rằng để thuyết phục thủ thành người Tây Ban Nha, đội bóng thủ đô Italia sẽ phải đáp ứng mức lương tương tự. Vào thời điểm này, ban lãnh đạo Quỷ Đỏ đã bắt đầu tìm kiếm những ứng viên thay thế cho De Gea. Jan Oblak của Atletico Madrid đã lọt vào tầm ngắm của Quỷ Đỏ. Features cho biết Jan Oblak có thể rời Atletico nếu đội bóng này không giành được suất dự Champions League mùa giải tới.